Hiện tại bên em đang đứng ngay cái khu vực chợ Bà Lát. Ở cái vị trí này là nơi giao nhau của đường Trần Văn Dầu và đường Võ Văn Vân. Hôm nay bên em giới thiệu đến quý khách một cái căn nhà nằm trên mặt tiền Võ Văn Vân, cách chợ Bà Lát chưa đầy 100m, với cái diện tích ngang chính dài 60m. Hiện mình đang cho thuê làm khu vui chơi của trẻ em với cái thu nhập cao. Sổ hồng riêng đầy đủ, ngân hàng thẩm định cho mình vay 80% giá trị của căn nhà với giá là 18 tỷ còn thương lượng. Xung quanh tiện ích rất là nhiều, siêu thị, bách hóa xanh, điện máy, khu dân cư Gia Phú, trường Anh ngữ, Tây Đô, tiện ích đầy đủ, khu vực ngân hàng đầy đủ hết. Với cái diện tích là 9 dài 60, hiện trạng nhà là nhà cấp 4 rất là đẹp, mình cho thuê là khu vui chơi trẻ em. Với giá là 18 tỷ còn thương lượng, sổ hồng riêng đầy đủ. Để tham quan căn nhà này trực tiếp làm việc với chính chủ, quý khách liên hệ với số hotline để trên màn hình nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.